ghê rợn tỏi tập 16, nỗi ám ảnh của sảo Miguel. Lời mở đầu, ở những góc xa xôi của thành phố Brazil, cách xa những thành phố sầm uất và cuộc sống hiện đại, tồn tại một truyền thuyết đầy ám ảnh được truyền qua nhiều thế hệ. Đây là truyền thuyết về Pisadia, mụ phù thủy bóng đêm, một linh hồn độc ác săn lùng những người bất cẩn khi họ ngủ. Câu chuyện này cũng lâu đời như chính vùng đất này, được dệt nên từ văn hóa dân gian Brazil và khiến tất cả những ai nghe thấy nó đều khiếp sợ. Cái tên Pisadia xuất phát từ tiếng Bồ Đào Nha, Pisa, có nghĩa là bước đi. Theo truyền thuyết, Pisadia là một bà già có móng tay dài và nhọn, đôi mắt đỏ và nụ cười nham hiểm. Cô ẩn nấp trên các mái nhà và trong những góc tối, chờ đợi thời cơ tấn công. Khi màn đêm buông xuống và nạn nhân được chọn đã ngủ say, cô lẻn vào phòng và ngồi lên ngực họ, khiến họ bị tê liệt và bất lực. Nạn nhân không thể cử động hay kêu la, bị mắc kẹt trong trạng thái tê liệt khi ngủ đáng sợ khi những ngón tay xương xẩu của Pisadia ấn xuống họ. Tại sảo Miguel, ngôi làng nhỏ ẩn sâu trong rừng nhiệt đới Amazon, truyền thuyết về Pisadia đặc biệt mạnh mẽ. Dân làng nói về cô với giọng lặng lẽ, đôi mắt họ mở to đầy sợ hãi. Họ tin rằng cô ấy đến dành cho những người nằm ngửa khi ngủ, những người đã phạm tội hoặc những người đã bỏ thức ăn qua đêm. Sự hiện diện của cô là lời nhắc nhở về ranh giới mong manh giữa thế giới người sống và thế giới linh hồn. Trong lịch sử, truyền thuyết về Pisadia đã được sử dụng để giải thích hiện tượng tê liệt khi ngủ, tình trạng một người tạm thời không thể cử động hoặc nói khi đang ngủ hoặc khi thức dậy. Tuy nhiên, vào năm 2017, sảo Miguel, nỗi sợ hãi về Pisadia vượt xa những lời giải thích y học. Dân làng tin rằng cô ấy là một thực thể hữu hình có thật, một thế lực ác độc có thể được triệu hồi và điều khiển bởi những người biết nghệ thuật hắc ám. Câu chuyện về Pisadia càng trở nên nham hiểm hơn khi trong cuộc bầu cử làng vừa qua, những nỗi ám ảnh ngày càng gia tăng. Các báo cáo về chuyến thăm của Pisadia ngày càng tăng, và ngôi làng yên tĩnh một thời rơi vào tình trạng kinh hoàng. Mọi người kể về việc nhìn thấy bóng dáng của cô ấy lẻn qua cửa sổ, nghe thấy tiếng cười kỳ lạ của cô ấy trong đêm khuya và cảm thấy sức nặng ngột ngạt của cô ấy đè lên ngực họ. Một trong những sự việc đau lòng nhất liên quan đến cha Miguel, linh mục của làng, là một người có đức tin mạnh mẽ và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Cha Miguel được dân làng kính trọng và yêu mến, nhưng ngay cả anh cũng không tránh khỏi nỗi kinh hoàng của Pisadia. Một đêm nọ, khi đang nằm trên giường, anh đột nhiên cảm thấy một sức nặng đè lên ngực. Anh mở mắt ra và thấy khuôn mặt đang cười toe toét của Pisadia chỉ cách mặt anh vài inch. Anh cố gắng hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Anh cố gắng cử động nhưng cơ thể anh không chịu nghe lời. Cuộc gặp gỡ của cha Miguel với Pisadia đã làm ông suy sụp. Người ta tìm thấy anh ta vào sáng hôm sau, đôi mắt mở to kinh hoàng, đầu óc anh tan vỡ. Anh ta được đưa đến một bệnh viện tâm thần xa xôi. Tâm trí từng trong sáng của anh ta giờ tràn ngập những lời huyên thuyên không mạch lạc về con mụ phù thủy ban đêm. Dân làng vốn đã sợ hãi lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nếu ngay cả linh mục của họ cũng có thể bị Pisadia hạ bệ thì họ còn hy vọng gì? Tuyệt vọng và sợ hãi, trưởng làng Giảo Siva biết rằng phải làm gì đó. Anh đã nghe nói về một nhóm nhà thám hiểm và điều tra viên đã từng giải quyết được bí ẩn về Antamaha, một con quái vật biển huyền thoại. Anh ấy đã liên hệ với họ, hy vọng họ có thể mang chuyên môn và lòng dũng cảm của mình đến sảo Miguel. Và vì vậy, câu chuyện của chúng ta bắt đầu với sự xuất hiện của đội dũng cảm này ở sảo Miguel, một ngôi làng đang trên bờ vực tuyệt vọng, bị ám ảnh bởi một huyền thoại xa xưa. Họ sắp khám phá ra sự thật đằng sau Pisadia và các thế lực đen tối đang hoạt động ở góc xa xôi này Brazil. Nhưng con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm và câu trả lời mà họ tìm kiếm có thể đáng sợ hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Chương 1. Bóng tối trong đêm. Ở trung tâm của Brazil, ẩn sâu trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp Amazon, là nơi xa xôi Villager ốc sảo Miguel, bị cô lập khỏi nền văn minh hiện đại. Sảo Miguel, nơi mà những truyền thống cổ xưa và tín ngưỡng siêu nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân nơi đây. Ngôi làng được biết đến với những câu chuyện kỳ lạ và những sự kiện bí ẩn, nhưng không có gì rùng rợn bằng truyền thuyết về Pisadia. Pisadia, mụ phù thủy đêm, được cho là ám ảnh giấc mơ của những người ngủ ngửa. Những ngón tay xương xẩu của bà ấn xuống ngực họ, khiến họ tê liệt vì sợ hãi. Trong nhiều thế hệ, dân làng sảo Miguel sống trong nỗi sợ hãi trước những cuộc viếng thăm về đêm của cô. Những đêm của họ tràn ngập những lời thì thầm và bóng tối. Gần đây, những nỗi ám ảnh ngày càng gia tăng, khiến ngay cả linh mục của làng, cha Miguel, phát điên. Những lời nói lan man không mạch lạc và những tiếng la hét kinh hoàng của anh vang vọng khắp ngôi làng khi anh được đưa đến một bệnh viện tâm thần xa xôi. Dân làng bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, niềm tin vào sự lãnh đạo của họ bị lung lay. Tuyệt vọng tìm câu trả lời, trưởng làng,
Võ Shiva tìm đến những người duy nhất mà ông tin rằng có thể giúp đỡ, đội ngũ các nhà thám hiểm và điều tra viên dũng cảm đã từng khám phá ra bí ẩn của Antamaha. Cuộc hành trình của họ vào nơi chưa biết sắp bắt đầu một lần nữa, dẫn họ vào trung tâm của bóng tối và truyền thuyết đáng sợ về Pisadia. Chương 2, tiếng gọi vào rừng. Những tán rừng dày đặc của rừng nhiệt đới Amazon dường như nuốt chửng chiếc máy bay nhỏ chạy bằng cánh quạt khi nó lao xuống đường băng nhỏ ở ngoại ô Sao Miguel. Ever Morgan nhìn ra ngoài cửa sổ, tim cô đập thình thịch vì mong chờ và có chút lo lắng. Cô quay sang những người bạn đồng hành của mình, Ava Thompson, Sam Carter, Eiji King, Logan Mitchell và Matt Harrison. Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nơi này giống như bước ra từ một bộ phim kinh dị vậy, Sam lẩm bẩm, chỉnh lại mũ và kiểm tra trang bị của mình. Nó không chỉ là một bộ phim, Sam, Ava trả lời, những ngón tay lướt trên máy tính bảng khi cô xem lại dữ liệu họ đã thu thập được. Các báo cáo về Pisadia phù hợp với các trường hợp bị tê liệt khi ngủ, nhưng ở đây còn có điều gì đó khác hơn thế. Logan, người từng hoài nghi, giờ đã hoàn toàn tham gia sứ mệnh của đội sau sự cố Antamaha, gật đầu trầm ngâm. Văn học dân gian có cách gắn liền với thực tế, chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi thứ. Khi máy bay hạ cánh và dừng lại, cả đội bước xuống và được trưởng làng Võ Shiva chào đón. Khuôn mặt phong trần của ông mang dấu vết của những đêm mất ngủ và nỗi lo lắng sâu sắc. Cảm ơn bạn đã đến, Võ nói, giọng anh nặng trĩu sự nhẹ nhõm. Chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Những nỗi ám ảnh đã khiến linh mục của chúng tôi phát điên và người dân của chúng tôi đến bờ vực tuyệt vọng. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ, Ever đảm bảo với anh. Hãy kể cho chúng tôi mọi điều bạn biết về những sự kiện gần đây. Khi họ đi bộ qua ngôi làng, Võ kể lại những sự kiện kỳ lạ. Dân làng thức dậy trong đêm, không thể di chuyển, cảm thấy một sức nặng đè lên ngực và nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp của Pisadia hiện ra lờ mờ trên đầu họ. Vị linh mục, cha Miguel, là nạn nhân mới nhất, tâm trí ông tan nát vì nỗi kinh hoàng. Chúng ta cần tìm ra nguyên nhân gây ra chuyện này, Eiji nói, giọng đầy quyết tâm. Pisadia có thể là một huyền thoại, nhưng điều gì đó có thật đang diễn ra ở đây. Cuộc điều tra của họ bắt đầu bằng việc phỏng vấn dân làng, thu thập những câu chuyện và kiểm tra những nơi đã xảy ra những vụ ám ảnh. Mỗi tài khoản lại thêm một lớp bí ẩn mới và một khuôn mẫu bắt đầu xuất hiện. Những nỗi ám ảnh dường như tập trung vào một số gia đình nhất định, những người có quan hệ với lãnh đạo làng. Chương 3, sự điên rồ của linh mục. Điểm dừng tiếp theo của đội là bệnh viện tâm thần xa xôi nơi cha Miguel đang bị giam giữ. Cuộc hành trình xuyên rừng rất gian khổ nhưng cuối cùng họ cũng đến được tòa nhà kiên cố và hùng vĩ. Bên trong, họ được gặp bác sĩ Ana Moreria, một bác sĩ tâm thần giàu lòng nhân ái và tận tâm, người đã cố gắng giúp đỡ cha Miguel. Tình trạng của cha Miguel rất nghiêm trọng, bác sĩ Moreria giải thích. Anh ấy liên tục nhắc đến Pisadia và nỗi sợ hãi hiện rõ. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy. Ever và Ava dẫn đầu, nói chuyện nhẹ nhàng với vị linh mục. Đôi mắt anh hoang dại, đảo quanh phòng như thể anh có thể nhìn thấy mụ phù thủy bóng đêm đang ẩn nấp trong bóng tối. Cô ấy đến vào ban đêm, anh thì thầm, giọng run run. Cô ấy ngồi trên ngực tôi, bóp nát tôi không thở được, không cử động được. Cô ấy ở đây, cô ấy luôn ở đây. Cha Miguel, cha có thể cho chúng con biết chuyện này bắt đầu khi nào không? Ever nhẹ nhàng hỏi. Nó bắt đầu sau cuộc bầu cử vừa qua, anh lẩm bẩm. Dân làng bồn chồn, chia rẽ. Tôi cầu nguyện để được hướng dẫn, nhưng thay vào đó, cô ấy lại đến. Cả nhóm trao đổi ánh mắt, cảm nhận được mối liên hệ giữa những nỗi ám ảnh và tình trạng hỗn loạn chính trị của ngôi làng. Khi tìm hiểu sâu hơn, họ phát hiện ra rằng những nỗi ám ảnh thực sự đã gia tăng vào khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử người đứng đầu cuối cùng. Chương 4, khám phá sự thật. Trở lại Sao Miguel, nhóm tiếp tục điều tra, tập trung vào khía cạnh chính trị. Họ biết được rằng khả năng lãnh đạo của Võ Shiva đã bị thách thức bởi đối thủ, Antonio Mendez, người có tham vọng trở thành người đứng đầu tiếp theo. Mendez là một nhân vật có sức lôi cuốn, nhưng có những lời bàn tán về chiến thuật tàn nhẫn của ông. Ava đã đột nhập vào hồ sơ hành chính của ngôi làng, phát hiện ra những tài liệu cho thấy Mendez đã tham gia vào một số âm mưu ngầm. Eiji và Sam đã tiến hành phỏng vấn những người dân làng đã ủng hộ Mendez, thu thập thêm bằng chứng về các chiến lược lôi kéo của anh ta. Những mảnh ghép bắt đầu vào đúng vị trí. Mendez đã triệu tập Pisadia để tạo ra sự hỗn loạn và làm suy yếu khả năng lãnh đạo của Võ Shiva, với hy vọng giành lấy quyền lực trong bối cảnh sợ hãi và bối rối. Mụ phù thủy đêm không chỉ là một câu chuyện dân gian mà còn là vũ khí được sử dụng bởi một người đàn ông xảo quyệt và đầy tham vọng. Sau đó,
nhóm quyết định đối đầu trực tiếp với Mendes vì biết rằng sự an toàn của ngôi làng phụ thuộc vào khả năng vạch trần những hành động ác độc của anh ta. Chương 5, cuộc đối đầu. Được trang bị những phát hiện của mình, nhóm đối đầu với Mendes trong một cuộc đối đầu căng thẳng. Mendes bị dồn vào chân tường và tuyệt vọng, thừa nhận đã triệu hồi Pisadia nhưng tuyên bố rằng anh đã mất quyền kiểm soát cô. Thực thể này đã phát triển mạnh mẽ hơn, gây ra nỗi sợ hãi và bất ổn trong làng. Chúng ta cần phải chấm dứt chuyện này, Ever tuyên bố. Chúng ta phải tìm cách trục xuất Pisadia và khôi phục hòa bình cho xảo Miguel. Mendes, lúc này đang lo sợ cho sự an toàn của bản thân, đã cung cấp cho họ thông tin chi tiết về nghi thức triệu hồi. Cả đội chuẩn bị cho một cuộc đối đầu nguy hiểm và kỳ lạ với mụ phù thủy bóng đêm, dù biết rằng thất bại có thể đồng nghĩa với sự diệt vong của ngôi làng. Nghi thức sẽ đòi hỏi thời gian chính xác, câu thần chú phù hợp và quyết tâm kiên định. Khi màn đêm buông xuống, họ tập trung ở trung tâm ngôi làng, nơi nghi thức triệu hồi lần đầu tiên được thực hiện. Không khí trở nên lạnh lẽo và sự im lặng ngột ngạt bao trùm ngôi làng. Pisadia xuất hiện, hình dáng ma quái hiện ra từ trong bóng tối, đôi mắt lóe lên tia ác ý. Chương 6, nghi thức. Cả đội đã đứng vững, niệm chú và giữ vững lập trường của mình. Các cuộc tấn công của Pisadia không ngừng nghỉ nhưng quyết tâm của họ không bao giờ dao động. Dần dần, mụ phù thủy đêm bắt đầu yếu đi, hình dáng của mụ chập chờn và mờ dần. Với một tiếng hét tuyệt vọng cuối cùng, cô biến mất trong bóng tối, để lại ngôi làng trong sự im lặng kỳ lạ. Dân làng, những người đã theo dõi cuộc đối đầu từ xa, từ từ bước ra khỏi nhà, nỗi sợ hãi nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm thận trọng. Giảo Siva đến gần đội bóng với lòng biết ơn rõ ràng. Bạn đã cứu chúng tôi, Giảo nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động. Chúng tôi nợ bạn mạng sống và sự tỉnh táo của chúng tôi. Ever gật đầu, nhưng tâm trí cô đang chạy đua với những ẩn ý mà họ đã phát hiện ra. Việc sử dụng văn hóa dân gian làm vũ khí, ranh giới mong manh giữa niềm tin và hiện thực, và bóng tối luôn hiện hữu dường như ẩn nấp ngoài rìa của sự hiểu biết. Chương 7, hậu quả. Ngôi làng xảo Miguel dần trở lại bình thường, nỗi sợ hãi và bất ổn tan biến sau khi Pisadia bị trục xuất. Giảo Siva, biết ơn sự giúp đỡ của nhóm, thề sẽ lãnh đạo ngôi làng với sức mạnh mới và lòng nhân ái. Antonio Mendes bị bắt và bỏ tù, kế hoạch giành quyền lực của ông bị cản trở. Ever và nhóm của cô chuẩn bị rời xảo Miguel, suy nghĩ của họ đã chuyển sang cuộc phiêu lưu tiếp theo, nhưng trải nghiệm đó đã để lại cho họ nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Những thế lực đen tối nào khác đang ẩn nấp trên thế giới, chờ được khám phá, và còn bao nhiêu truyền thuyết xa xưa chứa đựng sự thật đáng sợ. Chương 8, tiết lộ bất ngờ. Khi nhóm chuẩn bị rời đi, họ tiếp tục nhận được thêm thông tin về những sự kiện xảy ra ở thế giới khác ở xảo Miguel. Bất chấp việc Pisadia bị trục xuất, một số dân làng vẫn tiếp tục báo cáo về việc nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ và những hiện tượng không thể giải thích được và kêu gọi họ ở lại. Ngôi làng dường như là nơi diễn ra các hoạt động siêu nhiên, đặt ra câu hỏi về bản chất của những sự kiện này và mối liên hệ của chúng với lịch sử của ngôi làng. Ever, luôn là người điều tra kỹ lưỡng, quyết định tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của xảo Miguel. Cô phát hiện ra những ghi chép cổ xưa và những câu chuyện dân gian gợi ý về một lịch sử lâu dài về những sự ám ảnh và những sự kiện kỳ lạ xảy ra từ nhiều thế kỷ trước. Dường như ngôi làng luôn là nơi có bức màn mỏng manh giữa các thế giới. Chương 9, bí ẩn sâu sắc hơn. Cuộc điều tra của nhóm cho thấy xảo Miguel được xây dựng trên vùng đất cổ kính, linh thiêng. Ngôi làng được bao quanh bởi một vòng tròn bằng đá đứng, được cho là cánh cổng dẫn đến các cõi khác. Những viên đá này được người dân bản địa tôn kính. Họ tin rằng chúng là cửa ngõ dẫn vào thế giới linh hồn. Ava, với kiến thức về nhân chủng học và văn hóa dân gian, đã đưa ra một giả thuyết, những viên đá có thể khuếch đại năng lượng siêu nhiên trong khu vực, giúp các thực thể như Pisadia dễ dàng xuất hiện hơn. Nghi thức triệu hồi do Mendes thực hiện đã vô tình khai thác được nguồn năng lượng này, giải phóng những sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát của anh. Nhóm quyết định tiến hành một nghi lễ tại những tảng đá đứng để đóng cánh cổng và ngăn chặn bất kỳ sự ám ảnh nào nữa. Đó là một nỗ lực mạo hiểm nhưng họ quyết tâm bảo vệ dân làng và khám phá sự thật. Chương 10, cuộc đối đầu cuối cùng. Khi mặt trời lặn, đổ bóng dài lên những tảng đá đứng, nhóm chuẩn bị cho nghi lễ. Họ thiết lập các kết giới bảo vệ và thu thập các thành phần cần thiết, niệm các câu thần chú với sự quyết tâm và lo lắng. Không khí trở nên dày đặc căng thẳng, và một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khu đất trống. Pisadia lại xuất hiện một lần nữa với hình dáng độc ác hơn bao giờ hết. Cô ấy không đơn độc. Những bóng đen khác hiện ra từ bóng tối, bị thu hút bởi năng lượng của những viên đá. Cả đội đã chiến đấu dũng cảm, sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình để đẩy lùi các thực thể. Trận chiến diễn ra căng thẳng và cả đội đã bị đẩy đến giới hạn của mình.
nhưng quyết tâm của họ không bao giờ dao động. Với một câu thần chú mạnh mẽ cuối cùng, họ đã đóng được cánh cổng, trục xuất các thực thể trở lại vương quốc của họ. Bãi đất trống một lần nữa im lặng, năng lượng áp bức được dỡ bỏ. Toàn đội tuy kiệt sức nhưng vẫn chiến thắng. Họ đã thành công trong sứ mệnh của mình, nhưng trải nghiệm đó đã khiến họ thay đổi mãi mãi. Chương 11, một khởi đầu mới. Khi cánh cổng đóng lại và những ám ảnh chấm dứt, Sảo Miguel dần dần bắt đầu lành lại. Dân làng biết ơn những nỗ lực của đội đã tổ chức một lễ kỷ niệm để vinh danh họ. Giỏ Siva hứa sẽ bảo vệ lịch sử của ngôi làng và bảo vệ những tảng đá đứng vững, đảm bảo rằng những sự kiện trong quá khứ sẽ không lặp lại. Khi nhóm chuẩn bị rời Sảo Miguel, họ tràn ngập cảm giác thành tựu và hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới mà họ sinh sống. Họ đã đối mặt với nỗi sợ hãi và trở nên mạnh mẽ hơn. Mối liên kết của họ không thể phá vỡ, nhưng cuộc hành trình còn lâu mới kết thúc. Thế giới đầy rẫy những điều bí ẩn và công việc của họ chỉ mới bắt đầu. Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu tiếp theo, họ biết rằng bóng tối sẽ luôn ở đó, chờ đợi họ tỏa sáng. Phần kết, cuộc hành trình tiếp tục. Trở lại trụ sở chính, điện thoại của họ vang lên thông báo qua email trong khi nhóm đang suy ngẫm về trải nghiệm của mình. Một email đã được gửi đến hộp thư đến, lời nhắc nhở về những bí ẩn vô tận đang chờ được khám phá. Ever nhìn đội của mình, ánh mắt đầy quyết tâm, hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta. Với trang bị đã được đóng gói và tinh thần phấn chấn, cả nhóm bắt đầu cuộc phiêu lưu tiếp theo, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào đang chờ đợi họ. Câu chuyện về Pisadia chỉ là một tập khác trong câu chuyện của họ, và những bí ẩn của thế giới vẫn đang kêu gọi họ, ồn ào hơn bao giờ hết. Kết thúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast của chúng tôi. Nếu bạn thích khám phá của chúng tôi về ma, sinh vật thần thoại và truyền thuyết đô thị, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Đừng quên đăng ký để xem những tập phim ly kỳ hơn. Cho đến lần sau, các thính giả yêu quý của tôi.